và các bạn, sáng nay Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Phiên tòa được tiếp tục phần tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Thưa quý vị, tại phiên bào chữa của các luật sư và cũng như là phần tự bào chữa của các bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như là các đồng phạm có liên quan đều cho rằng mức án hiện tại là quá cao. Luật sư của bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc SCB cho rằng thân chủ bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản là có phần nghiêm khắc. Nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định của pháp luật nên bị cáo đã chủ động xin nghỉ việc. Bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB bị đề nghị mức án tù chung thân về tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, bị cáo Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Dũng cũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Bổ sung phần bào chữa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết đã tin tưởng Trương Mỹ Lan có thể sẽ giúp cho SCB phát triển mạnh hơn. Dung thừa nhận mình đã đặt niềm tin sai chỗ nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo cho rằng là do cái sự chỉ đạo và là dưới quyền nên là và bản thân bà Lan là người là có cái ảnh hưởng rất lớn với xã hội nên vì vậy các bị cáo tin rằng là trong khi bị cáo làm việc với chị Mỹ Lan sẽ thành công, thậm chí những là bị cáo rất là lớn tuổi nhưng mà vẫn khẳng định như thế. Thậm chí đối với bị cáo mà tôi đang bào chữa cũng khẳng định rằng chị Lan là người là nắm là toàn quyền quyết định. Theo luật sư, các bị cáo đều tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, đều là người làm công ăn lương, do đó mong hội đồng xét xử xem xét khách quan, tình tiết giảm nhẹ để có phán quyết phù hợp. Chiều nay trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp với các luận điểm luận cứ bào chữa của các luật sư, các bị cáo. Căn cứ vào diễn biến của phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đã quyết định điều chỉnh giảm nhẹ mức án đề nghị cho toàn bộ 15 bị cáo trong vụ án. Cụ thể, đại diện viện kiểm sát đã điều chỉnh và đề nghị hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng từ 8 đến 9 năm tù, Đỗ Hoàng Việt từ 4 đến 5 năm tù. 13 bị cáo còn lại đều được đề nghị giảm án so với mức đề nghị án trước đó từ 6 đến 12 tháng tù. Viện kiểm sát xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có gian dối với giá trị phát hành đặc biệt lớn. Động cơ mục đích phạm tội xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để trả nợ đến hạn trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, có phần nguyên nhân từ đại dịch COVID-19. Hai bị cáo là Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đảm bảo hoàn trả cho các bị hại. Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư, đồng thời xin nhận toàn bộ trách nhiệm và xin giảm án cho các cán bộ cấp dưới và đặc biệt là con trai bị cáo Đỗ Hoàng Việt. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận sai phạm và xin giảm nhẹ mức án thấp nhất. Chiều ngày 27 tháng 3, hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Tiếp tục câu chuyện liên quan đến hoạt động của khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Từ nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu của hai xã Tân Quang và Bá Xuyên, thành phố Sông Công phải chịu khổ khi sống cạnh khu liên hợp xử lý chất thải này bởi hiện tượng ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy đã tác động trực tiếp tới đời sống của người dân. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công. Hiện tại tôi đang ở nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra đồng ruộng của người dân. 3 năm qua, hơn 3 sào ruộng canh tác của gia đình anh Đức chẳng khác gì một bãi chứa rác với đủ các loại rác thải sinh hoạt, nước thải, phế thải chảy từ khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công xả thẳng vào ruộng của gia đình. Những năm về trước là chúng tôi cấy như nước thải ra đã chết và không cấy được, bỏ ruộng cách đây khoảng 3 năm nay. Thế tình hình là cũng đơn từ gửi đến các cấp chính quyền chưa giải quyết. Trồng lúa, phát triển nông nghiệp là công việc chính của đa số các hộ gia đình ở xã Bá Xuyên. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai mặn mà với đồng ruộng. Ngoài ảnh hưởng đến môi trường không khí thì một số diện tích vốn dĩ là đất nông nghiệp của người dân giờ đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họ không thể sản xuất trên chính phần đất của mình. Và giải pháp để can thiệp cũng như tháo gỡ cho người dân gần như bị doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương bỏ quên trong thời gian qua. Nhận thấy những thay đổi về môi trường, gia đình ông Đường đã chủ động vay mượn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Vậy nhưng, vài năm trở lại đây, cây trồng cũng chẳng cho quả. Những cái khói là thải ra rồi kể cả là các thứ là đi đến đâu là cháy nán đấy.
Thế thì chúng tôi cũng không hiểu cái là thế nào. Đã có đơn thư tới coi như báo xã là các thứ nhưng mà cũng không giải quyết gì. Môi trường xung công mà tới gần nhất đây là tỉnh Thái Nguyên. Nhưng mà thực ra là cũng không có gì cả. Vẫn cứ như xưa. Để chống chọi lại với khói bụi ô nhiễm từ khu liên hợp xử lý chất thải sông Công thì đây là cách duy nhất mà người dân vẫn thường làm. Khu vực bãi rác này. Cái bàn nhà tôi này chỉ có qua một đêm nhé, qua một đêm, qua mấy tiếng là không lau là thực tế. Đây. Cái này của nó đặc biệt là nó rất là bám, rất là chắc, nó dính. Thời gian gần đây, tôi không hiểu là đấy người ta có cái xử lý như thế nào nhưng mà thời gian gần đây là cái mật độ mà gây ô nhiễm là nó dày đặc hơn. Mỗi một lần đến với người dân thì chúng tôi cảm nhận thấy là những ý kiến phản ánh của người dân là ở tại cái thời điểm đấy là có là đúng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 tấn rác thải sinh hoạt của thành phố Sông Công được chuyển về đây để chôn lấp, tương đương với 50 lít nước rỉ thải. Vậy nhưng việc xử lý rác thải bằng biện pháp chôn lấp thông thường có thể đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến hệ lụy về môi trường cho người dân. Trong năm nay gọi là cố gắng. Thời gian tới, các cơ quan quản lý về môi trường tỉnh Thái Nguyên sẽ có giải pháp gì để tháo gỡ các khó khăn cho người dân và khắc phục tình trạng ô nhiễm từ hoạt động của khu liên hợp xử lý chất thải sông Công? Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin trong chương trình sau. Liên quan đến việc khai thác vàng trái phép mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam liên tục phản ánh, dư luận đặt câu hỏi là tại sao sự việc diễn ra đã hàng chục năm nhưng mà tỉnh Quảng Nam vẫn không thể xử lý triệt để. Cơ quan chức năng biết rõ lý lịch của các đối tượng khai thác vàng trái phép nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho vàng tặc diễn biến ngày càng phức tạp. Nhìn từ trên cao, nhiều núi đồi ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh bị đào xới như một đại công trường. Khi có động tĩnh, các đối tượng lẩn trốn vào trong núi, bỏ lại những hố sâu nồng nặc hóa chất. Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra hàng chục năm qua. Tỉnh Quảng Nam liên tục ra quân truy quét nhưng địa bàn rộng nên không thể dẹp hết nạn vàng tặc. Ta cũng thấy là cái mỏ vàng Bảo Miêu thì địa bàn nó cũng rộng, cũng có khó khăn trong cái công tác quản lý, cho nên vẫn còn cái tình trạng là đào đải vàng trái phép. Cơ quan chức năng xác định có 50 đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép với khoảng 500 người thường trực trên núi. Tuy nhiên, sau những đợt truy quét thì cũng chỉ xử lý hành chính nên vàng tặc vẫn lộng hành. Toàn bộ chúng tôi đi quét á, là toàn bộ những người làm thuê, người ta bỏ, người ta chạy đó, thì rất khó giữ lại xử lý hành chính. Còn phải có những chuyên án cụ thể điều tra là ai chủ trong đó, ai đứng hợp đồng lao động sai mái, ai thuê, thì cái này thì chắc chắn phải lực lượng mình công an người ta phải làm. Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cũng thừa nhận, mặc dù đã nhiều lần ra quân truy quét, nhưng các phương pháp, biện pháp và sự phối hợp chưa đồng bộ, nên các đối tượng khai thác vàng trái phép không sợ. Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài việc đánh sập các cửa hầm, thì công an đang quyết liệt truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép. Hiện nay đơn vị thi công bắt đầu vào và thực hiện cái việc đóng cửa mỏ, nhưng mà cùng với đó, song cùng với nó là phá, truy quét và đẩy đuổi cái nhóm mà vàng tặc kia, bởi vì một lợi ích của người ta, thậm chí dân của địa phương đó vẫn cứ bảo kê để làm cái việc có lợi cho một nhóm người ở đó. Thì vẫn phải làm quyết liệt cái việc đó. Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra trong thời gian dài để lại nhiều hệ lụy. Ngoài việc ra quân truy quét thì tỉnh Quảng Nam cần sớm thu hút doanh nghiệp có tiềm lực để khai thác, quản lý khoáng sản. Có như vậy mới ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép, bảo vệ môi trường và đóng góp nguồn thu thuế vào ngân sách của nhà nước. Trưa nay trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra dông lốc mưa đá gây thiệt hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, dông lốc mưa đá đã làm tốc mái hư hại 469 hộ, trong đó thì 90 nhà bị tốc mái hoàn toàn, gãy đổ cổng, tốc mái tại nhiều lớp học của các trường trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ, cản trở lớn đến giao thông. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đã kiểm tra, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thống kê thiệt hại và chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời vận động nhân dân kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống và các nhà trường sớm trở lại học bình thường. Còn tại Bình Thuận, so với mọi năm thì năm nay mùa hạn đến sớm. Hiện nhiều con sông, con suối tại huyện Hàm Thuận Nam thì đã cạn trơ đáy. Nhiều người dân đào hố giữa lòng sông lấy nước sinh hoạt. Bên cạnh đó thì hàng nghìn diện tích đất nông nghiệp bỏ không, khô khốc vì thiếu nước.
mặc dù mới chỉ ở giữa tháng 3 thôi, nhưng mà sông Linh tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì đã cạn trơ đáy, chỉ còn lại một vài những cái vũng nước nhỏ. Và để có thể có nước sinh hoạt thì người dân phải đào những cái ô nhỏ như thế này để lấy nước mang về nhà sinh hoạt. Năm nào cũng vậy, khi sông Linh cạn trơ đáy là lúc xã Hàm Cần bước vào mùa hạn gay gắt nhất. Để có nước sinh hoạt, nhiều người dân phải ra sông đào những hố nhỏ như thế này để lấy nước. Cả 4 năm gia đình dùng chung một hố nhỏ, nên nhà nào lấy sớm thì còn nước, nhà nào múc sau, có khi không có nước. Có khi người ta mà múc cái giếng này, có khi có chỗ nước mà có khi không có nước uống. Nói chung người khô thì đâu có nước xài đâu. Phải đào cái ao nhỏ nhỏ như để múc nước, khô là khô hết thảm thiên luôn. Là có khi là tắm không có nước. Để cầm cự trong mùa hạn, nước sinh hoạt lấy từ sông về phải dùng rất tiết kiệm. Nước sinh hoạt đã khó, nước sản xuất khó trăm bề. Dọc ven sông Linh, hàng nghìn hecta đất nông nghiệp phải bỏ không vì thiếu nước. Rồi khoan giếng là có chỗ thì không. Thì qua màu thì nói chung là không có tạm mới bỏ. Cuộc sống cái thu mục Hàm Cần mình là nó khổ nhiều. Là các chỗ khác thì là có nước vân vân. Ở đây thì nó khô. So với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Hàm Cần và Mỹ Thạnh là khu vực chịu ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán nặng nề nhất vì khu vực này chưa có hồ thủy lợi. Không chỉ sông Linh cạn đáy, nhiều sông suối trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam cũng ở trong tình trạng tương tự. Theo thống kê, hiện tại hai xã có hơn 1.500 hectare diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì thiếu nước. Nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành tháng 3 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, mặc dù có hiệu lực trong thời gian ngắn đến tháng 12 năm 2023, nhưng mà đã giải quyết được căn bản về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế của các cơ sở khám chữa bệnh sau đại dịch COVID-19. Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07 đã tạo ra hành lang pháp lý để các bệnh viện tiến hành tháo gỡ những vướng mắc cho công tác khám chữa bệnh trong suốt thời gian vừa qua. Thiếu thuốc, hóa chất, thiếu dịch truyền, nhiều loại máy móc, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh đã hết khấu hao và hỏng hóc, nhưng không thể mua sắm và thay thế. Tình trạng này diễn ra ở nhiều bệnh viện công lập kể từ sau đại dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vào năm 2022 và đầu năm 2023 cũng không ngoại lệ, nhiều ca phẫu thuật phải trì hoãn. Thiếu thuốc cục bộ như vậy là do một là những cái quy định về đấu thầu ở trước đây cũng có những cái rào cản. Thứ hai nữa là do cái đứt gãy nguồn cung dẫn đến các nhà thầu không đủ thuốc vật tư y tế để cung cấp. Để tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện, tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30 và Nghị định 07, trong đó đã sửa đổi Nghị quyết 144 cho phép kéo dài thời gian và thí điểm máy đặt máy mượn khi các cơ sở y tế trúng thầu hóa chất vật tư để phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Không bắt buộc các gói thầu báo giá dưới 3 nhà thầu. Ví dụ như là mua sắm trang thiết bị để thay thế thì cũng không nhất thiết là cần phải 3 báo giá, chỉ cần 1 báo giá và bệnh viện thành lập hội đồng khoa học để thống nhất và quyết định. Cởi trói được các quy định về báo giá nên chỉ trong thời gian ngắn, gần 70 gói thầu thuốc, vật tư và hóa chất đã được bệnh viện mua sắm với trị giá vài chục tỷ đồng. Hai văn bản quan trọng này không chỉ tạo thuận lợi cho bệnh viện mà còn tháo gỡ cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Thuốc thang nói tóm lại là đầy đủ ấy. Và sáng, chiều và đêm vì tôi phải chuyển 3 lần kháng sinh. Quá trình chạy thận đây thì gọi là vật tư y tế của mình bệnh viện đây là đủ thoải mái để cho bệnh nhân ấy không bao giờ thiếu thiết gì cả. Nhờ vận dụng Nghị quyết 30 nên cuối năm 2023, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã trúng hàng trăm gói thầu và mua sắm khoảng gần 4.000 tỷ đồng, bao gồm trang thiết bị, vật tư thuốc, phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi lại đầu tư và mua sắm thành công được 4 hệ thống chụp cộng hưởng từ và 3 hệ thống chụp cắt lớp vi tính. Và với cái số lượng như thế này, thì 100% số bệnh nhân đến khám ngoại trú là chúng tôi giải quyết được khám trong ngày. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Nghị quyết 30 đã giải quyết được 95% những khó khăn vướng mắc của ngành y trong thời gian qua. Bộ sẽ ban hành các danh mục thiết bị y tế mua sắm tập trung, danh mục thiết bị, thuốc đàm phán giá theo luật đấu thầu để tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện triển khai. Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết đang tiếp tục hoàn thiện sửa đổi luật dược 2016, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15.